Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là YouTuber OneCham L'Oreal đây. Sau video chơi tất cả các skin của L'Oreal thì mình nhận được một cái bình luận đó là chơi tất cả những skin mà mình từng móc chế đi. Ok, thì do bản tính đó là chịu fan cho nên kêu gì thì mình làm cái đó. Và hôm nay mình sẽ chơi những trang phục móc chế của Lau. Và đầu tiên sẽ là skin L'Oreal Wave. Nhưng mà nói trước là hiện tại thì mình chỉ có thể chơi những bộ móc chế mùa 1/2024 thôi, chứ không phải là tất cả những bộ từ trước tới giờ, bởi vì file của Liên Quân thì nó sẽ chỉnh sửa liên tục sau mỗi cái đợt cập nhật. Và nguồn của những kênh YouTube đã chia sẻ file mod này thì mình sẽ ghim ở dưới phần bình luận để tôn trọng công sức của người tạo ra nó ha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sắp xếp thứ tự của những skin từ đẹp nhất, một nhất cho tới không phải là xấu nhất nha, tại vì skin nào cũng đẹp, cho tới cái skin mà mình thấy là không đẹp bằng thì mình sẽ để ở sau. Rồi, và đầu tiên chúng ta có L'Oreal Wave trong ngoại hình của du thuyền Wave. Và cái chương 1 thì mình thấy là thấp thoáng có cái phi tiêu của Yena Wave đấy. Còn cái chương 2 là quăng ra ba cái cục linh đạn của Liliana. Bật ulti thì nguyên cái sân khấu có thấp thoáng cái dòng hồn của Liêu Thuyền cũng như là cái dòng hồn của Liliana khi nó nội tại biến về nè. Có con chim của Theonas nữa. Có thể mọi người đã biết là Liên Quân từng tổ chức một cuộc bình chọn để chọn ra 4 vị tướng tạo ra bộ tứ skin wave. Ôi mệt, cái con đi rắc này ghê á ta ơi. Cứ mà đứng trước mặt nó bị nó đẩy là auto rồi bị choáng liên tục luôn á. Thì lúc đó mình nhớ là mình cũng có vào bình chọn cho L'Oreal. Và mình nhớ là lâu là cũng thuộc dẫn đầu á, top trong 4 con đó đấy, nhưng mà cuối cùng thì bị trượt vào tay con Yena thì phải. Vậy nên cuối cùng 4 skin quay thuộc về Liliana, Điêu Thuyền, Yena với lại Sinetra. Không thể nào mà bị trượt vào cái phút chót như vậy đúng không? Cho nên là mình nghĩ đây là một cái thứ âm mưu khi mà Liên Quân nó tạo hiệu ứng để cho chúng ta bàn luận như vậy thôi. Chứ thực chất là kết quả đã có dàn xếp từ trước rồi. Nhưng mà dù thắng hay thua thì sau đó Lau vẫn có hạng tá trang phục xịn như là Thiên Sứ Công Nghệ này, hay là Thứ Nguyên Vệ Thần xịn nhất trong dàn skin Thứ Nguyên luôn. Cho nên trong trường hợp này chúng ta có thể nhận xét bằng một câu là thả con săn sắt bắt con cá rô. So với Thứ Nguyên Vệ Thần thì Wave đã lãi gì đúng không? Nhưng quay trở lại vấn đề chính của cái skin hôm nay thì cái skin mod chế Wave này cũng là một cái skin đẹp đấy. Mọi người thấy như thế nào đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết nha. Nhưng mình thấy là cái hiệu ứng ba tia sáng của chương 2 thì nên làm nhỏ lại thôi, để mà trong con mắt tổng thì chúng ta sẽ dễ thấy hơn. Nhưng mà tổng quay thì cái sân khấu rất là đẹp nè. Với lại mỗi lần nổ nội tại là hiện hình con Liliana lên. Ai mà xài máy yếu chắc nổ máy luôn quá. Nhưng mà mình không biết là cái hướng ulti là lấy từ cái skin nào á ta. Trận này có con D-Rack mà mình quên đem cái build 60% CC anti khống chế theo nữa, cho nên là múa hơi mệt. Trận này lên hai giày luôn đó, một giày thuộc sĩ với là một giày kiên cường. Rồi sau đó lên cái băng nhẫn Skadi chứ chưa dám lên vùng miệng hay cát luôn đấy. Thanh niên Quy còn yếu máu mà không chịu về nè. Rồi cái tội không chịu về yếu máu mà còn tính quay lại làm file line nữa. Vì skin này lấy ngoại hình của Điêu Thuyền Wave thì đẹp rồi, không có gì để chơi hết trơn. Rồi xong lên được cái quả cầu băng xương cộng với cái thanh tẩy cho con quỷ đi rắc bớt đẩy bớt choáng. Sau đó mình lên cái băng nhẫn Skadi, mình đổi ý mình lên băng xương trước ha. Quy nè, cái tinh trưởng mình như dung tường nhưng mà hụt rồi. Lách qua đây không thôi lại đụng mặt con Quy. Rồi băng xương lướt lên, ráng dồn 4 cái này vô một góc nè. Trời ơi, nổ một phát triple kill.
ý là chưa có lên nhiều phép đó nha, nổ một phát banh xác luôn rồi lên win luôn. Wonder Woman hay quá Mít ơi, tất nhiên rồi, đó là cái đẳng cấp của top 1. Rồi bật sân khấu lên nè, cái chiêu cuối đúng nghĩa là cái sân khấu luôn đấy. Múa nè, nướng vô đi rắc nè. Còn nội tại nó chạy rồi. Rồi mình đã xong skin wave, skin chế đầu tiên của chúng ta trong video ngày hôm nay. Kế tiếp sẽ là một bộ trang phục mod chế tân niên, đó chính là L'Oreal Lưu Thủy Thần Long. Chế từ skin Liliana Lưu Thủy Thần Long trang phục Tết Nguyên Đán 2024. Skin này thì L'Oreal của chúng ta sẽ ở trong ngoại hình của Liliana. Và mình cũng không có đánh giá cao ngoại hình của skin này lắm ấy, bởi vì nhìn nó khá là rườm rà, không có đẹp bằng Lily Kimono hay là Lily Way. Nhưng mà hiệu ứng thì ưng nha, hiệu ứng thì là đẹp xuất sắc luôn ấy. Phấn màu chủ đạo là màu hồng nè. Khi bọn ulti cũng có hình mấy con cá chép bơi xung quanh nữa. Nói chung á là vàng, hiệu ứng cũng như là độ mượt thì cũng ngang ngửa skin way lúc nãy gì đó. Thì là khó để chọn lựa cái nào đẹp hơn luôn. Yana nó làm như là mình không thấy nó gì hết trời. Bọc ulti lên nè, chói lóa luôn, nhưng mà skin này tính ra là còn dễ nhìn hơn so với những cái skin tiếp theo đấy. Những skin tiếp theo là bọc ulti lên không có thấy gì luôn, múa theo cảm nhận luôn á. Không biết khi nào thì Lâu mới có bộ trang phục Tết ha. Nhưng mà sắp tới thì Lâu sắp có thêm một skin mới nữa vì cái chủ đề lễ hội á. Lễ hội gì thì mình quên rồi, nhưng mà tóm lại là cũng sắp ra rồi đấy. Khi là skin cũ bạn chơi chưa chán nên lại ra skin mới rồi. Ai đó lên sắp tôi coi, sắp hết mana rồi. Tôi xin con bùa đi, trời ơi khổ quá, hết máu hết mana luôn. Rồi xong là phải biến về. Ôi nó ác bạn, nó ăn con bùa xanh vậy đó, ý là đã biên trước rồi đó nha. Hên quá, cái nội tại của Ngọc Đại Pháp Sư vừa mới lên cấp họ được xíu máu xíu mana, ăn được thêm một mạng. Ba cái tia sáng của skin này nó không có to như là skin wave của nãy, cho nên là vô combat tổng dễ nhìn hơn á. Nói chung thì đây là cái skin mod chế mình thích nhất trong mùa X1 2024 này. Và mọi người nghĩ như thế nào bộ trang phục này, đừng quên để lại ý kiến với phần bình luận chừng biết nha. À và từ nãy tới sau thì mình quên nói nữa là mình vừa mới tạo một cái fanpage mới ở trên Facebook. Nơi đây sẽ là tổng hợp những video dài mà mình thường hay đăng trên YouTube, cũng như là những video ngắn highlight mà mình hay đăng trên TikTok. Khi mà có đủ một số lượng theo dõi nhất định đó thì mình sẽ livestream. Và mọi người có bất cứ câu hỏi nào thì cứ nhắn tin vào fanpage, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Mình chơi skin mod chế là toàn vào thẳng đấu hạng chơi không à. Đó giờ không có khái niệm đấu thường. Nói chung á là mình cũng không có khuyên mọi người mod skin mod chế này nọ, nhưng mà nếu mọi người thích mod á thì cứ mod thôi. Nhưng mà mình không có chắc là mọi người có an toàn không nha. Không biết là nó có bị cấm không á, tại vì trước đó là cũng có vài cái ad là bị Liên Quân cấm chơi bởi vì sử dụng cái phần mềm gì ném mod đấy. Cho nên là nếu như bây giờ nó không có cấm, nhưng mà lỡ như sau này các bạn chơi nó xui rồi cái nó cấm thì sao, đúng không? Lúc đó là đừng có đổ thừa mình nha. Và mình thì mình chơi cái server Bắc Mỹ cho nên là cũng không có quan tâm cái việc này lắm, bởi vì bên đây là hack map, nó còn chả thèm cấm nữa, huống gì là mod skin. Server này là do Level Infinite quản lý chứ không phải là Garena đâu. Nhưng mà cái thằng Level Infinite này nó lười lắm, nó không có cập nhật đúng với cái tiến độ của game. Thí dụ như bên Liên Quân là người ta reset vào mùa mới rồi, thì bên đây cũng khoảng 1 tháng sau nó mới reset sự kiện hay gì, nói chung là cũng đi sau Liên Quân, thậm chí là không có ra sự kiện luôn. Mặc cho người chơi là người ta đã nói gì, người ta đã lên án ở trong cái fanpage của nó rồi đấy, nhưng mà nó cũng chả thèm quan tâm luôn. Nó
Nói chung là đánh ở server nào cũng có cái sướng cái khổ, nhưng mà đánh server này ngoài trừ cái việc mất skin thôi chứ mình cũng chả thấy có cái nào sướng đây á. Trời ơi, hack thì này ý chơi nó cũng khó chứ không phải là dễ như các bạn tưởng đâu. Nói chung là mình thấy cũng có khá là nhiều người, nhưng mà nhìn cái ảnh đại diện là cái tên nó mình nghĩ là toàn nứt không à. Cứ hỏi mình là sao để chuyển qua cái server này chơi thì mình nói thật sự ra là đừng có chơi cái server này làm cái gì, đừng có đâm đầu vô đây làm cái gì hết. Bởi vì cơ bản là cái server này nó rác dữ lắm. Với lại nó cũng không có vui như server Việt Nam đâu, đừng có đâm đầu qua làm cái gì mà. Nói chung mọi người ở Việt Nam mà chơi được cái server này được mới lạ. Qua đây bảo đảm lắc 200 MS luôn. Giống như là mình nữa, mình chơi server Việt không có được. Rồi tiếp theo sẽ là skin L'Oreal Lully Long Mẫu. Mình cũng chả hiểu sao mình mod lại không có cái ảnh tái trận nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, quan trọng là vô trong trận nó đẹp là được rồi. Đây là lâu trong ngoại hình của Veres. Và skin Veres này là skin mặt 3S, ra mắt vào Tết Nguyên Đán năm 2024. Và cái ngoại hình này phải nói là công tâm mà nói nhìn rất là chán luôn chứ. Rồi lắc rồi. Ngoại hình không có đẹp bằng skin Veres Kimono đâu. Đó, nhìn như là con dung hồn giúp dưỡng vậy đó. Kiểu mình thấy là nó khá là nhạt nhòa so với một cái skin boss á. Mình đang nói skin Veres nha. Và cái ngoại hình thì mình không có ưng. Và hiệu ứng thì mình thấy là cũng không có đẹp bằng skin Kimono nữa. Và cái chiêu 1 của skin này á, là lấy từ cái chiêu 1 của Rui Thủy Mộc Thanh Long, cũng là skin Tết Nguyên Đán 2024 luôn. Skin Rui là bật S cộng đúng không? Nhưng mà mình thấy là nó rất là xinh xắn và đúng với cái bật của nó. Tính lướt lên bật ulti mà lại cái nút lướt nó không có ăn, lúc đó nó chạy kỳ cục. Cái này mất skin như vậy đầu game cứ bị lắc lắc sao á thôi. Lule nè, Vera cân 2 lúc né hôn gió nè. Né lo đẻo nè. Áo ấy mùa xanh ở đây. Tầm này là mình có thấy gì đâu rồi, mình né chiêu thôi cảm nhận luôn á chứ. Mình cũng chả thấy thì mới tung ra cái chiêu gì để mà né luôn. Bỏ qua ngoại hình á, thì hiệu ứng chiêu thức của skin này đẹp nha. Màu chủ đạo là vàng với lại xanh lá, nhìn rất là mát mắt ha. Đây là khi ulti có thêm cái viền màu hồng xung quanh màn hình lấy từ cái ulti của Rui á. Mình rất là thích cái hiệu ứng chiêu 1 của skin này. Cái hiệu ứng chiêu 1 là cái lần đầu tiên á là của skin lâu phi thiên, và cái lần nổ thứ hai á là của cái chiêu 1 cường hóa của Rui á. Và cái chiêu 2 cũng là cái chiêu cường hóa của Rui luôn. Ulti là có hai con rồng bay xung quanh. Tu le nè, hai lần sweep bùa, con nào có bùa thì tập trung chăm sóc đặc biệt cho nó trước. Hồi hết ulti rồi lui ha, đứng múa nữa chết á. Đây là cái hiệu ứng biến về của Lule Long Mẫu, nhưng mà cố gắng thêm của Violet Vọng Nguyệt Long Cơ vô. Tổng cộng là có 3 con rồng luôn. Hiệu ứng nổ đời tại thì có mấy cái cánh hoa anh đào này, mình cũng chả biết này là từ skin nào nữa. Vera nè, lướt chiêu hai lần nữa né hôn gió nè. Qua này thì bị hố, nhưng mà cái này là mình cố tình á, tại nhiều pha mình canh là nó đủ xếp hương để hạ gục nó rồi, nhưng mà nó lại không có như ý muốn của mình. Có khi là lúc đó nó lại tốc biến hay là nó siêu hồi máu gì đấy thì nó lại thoát được, cho nên là mình lướt thêm phát nữa cho chắc. Mình canh Aerie nó qua đây, mình sẽ dùng chiêu 1 trước khắc ấn này, chiêu 2 lướt tới mục tiêu nè. Rồi tầm này thì khỏi chạy luôn. Nè, thôi, né, lùi. Chơi mấy cái skin chính thống hoài, công nhận cũng chán, lâu lâu mất chế cùng điên, nhưng mà công nhận vui. Mà lại xuống đây bắt Erin, và mình có thanh tẩy cho nên cũng không có ngại Goma đâu. Chiêu 1 ấn nè, lần này lên bảng cả đôi. Cái này đứng im nhìn rõ cái hướng ulti nè, màu xanh lục bích rất là đẹp, cộng với màu hồng và màu vàng. Ngoài những cái skin mod chế ra thì mình chưa thấy cái skin nào chính thức của lâu mà nó có hiệu ứng đậm vậy, trừ cái skin thứ nguyên vậy thần ra. Còn lại những cái ulti của mấy skin khác nó toàn nhạt nhạt không à. Nhưng mà skin thứ nguyên là đã bị cắt giảm hiệu ứng ulti so với bản thiết kế ban đầu rồi đó nha.
Nhưng mà skin thứ nguyên của lâu là xịn nhất trong cái dạng thứ nguyên vậy thần đúng không? Nhưng mà nếu như là mình đề xuất là nên thêm một cái hoạt ảnh khi mà lâu bật ulti đại phán xét giống như là Jonas khi tung chiêu cuối vậy đó, sẽ đảm bảo ngầu cực kỳ luôn. Ôi giờ team địch bắt đầu chửi nhau rồi đó. Vì cái ngoại hình của skin Viris này thì mọi người thấy thế nào? Mình thấy là nó không có đẹp xuất sắc, xứng đáng cho một cái skin bật boss ấy. Tại vì cái tóc của nó nhìn rất là đơ, nó không có được mềm mại ấy. Nó kiểu như nó dính lại một cục á, và cái màu nó đục chứ không có trong suốt. Kiểu cái màu nhìn nó rất là nhạt nhòa, không có đẹp. Phải kêu đến thường là có dính cái hướng mà cầm cái sợi xích của Veres nữa nè. Rồi mình lên đây bắt Vera nha, chiêu 2 chiêu cuối. Chiêu 2 lần nữa né không xó nè. Tên địch kéo cái dòng họ nó lên nè, ráng nước trúng AD Erin nữa nè. Rồi đổi mạng luôn. Và ra biết chắc là chết rồi đó, nhưng mà kéo theo tụi bay. Biến phai nè, kết hợp giữa Veres, Luli Long Mẫu hay là Evio Vọng Nguyệt Long Cơ. Nhưng mà cái biến vàng gốc của skin Veres nó cũng nhạt nhòa, nó cũng chả có cái gì đặc sắc hết trơn. Thật sự luôn, nhìn cùi bắp phải. Tự nhiên thằng này di chuyển láo thì ra lại dụ mình ở đây chứ gì, có măng xương sao mà dụ ta được. Bây giờ thì bên địch chỉ còn mình Vera thủ trụ thôi, và 5 giây nữa hồi chiêu cuối thì mình sẽ vào mình thử bắt Vera xem có được không nha. Mình lên đột full phép cho nên là hạ gục nó cũng nhanh đó. Trời, tóc biến nó chạy rồi. Ôi tự nhiên lắc gì trời. Rồi lắc tự đâm đầu vô trụ luôn. Sậm nụ chiến này rồi. Erin áo nè, chiêu 2 lướt, thêm 1 lướt 2 lướt đưa tan băng xương nè. Cái video này mình hướng dẫn nhiều lần rồi, chắc chắn là trong vòng 2 lướt là sẽ có án mạng. Mà chơi cái video này là cần né thằng Thủ Lan ra nha. Bình thường mà để nó cấu rẻ thôi là cũng đau lắm á. Chỉ sợ nó cấu rẻ thôi chứ chơi thẳng màu là không bao giờ lại con lâu full phép gì đây. Không 2 lướt chết thì cũng 3 lướt. Rồi, vậy thì đây là skin L'Oreal Luli Long Mẫu. Tiếp theo mình sẽ chơi thêm một skin mod chế cũng lại chủ đề về rồng nữa. Đó chính là L'Oreal Vọng Nguyệt Long Cơ. Đây nha, L'Oreal trong ngoại hình của Fireless. Đây là skin Fire mới nhất và cũng là skin dịp Tết nguyên đáng 2024 luôn. Về ngoại hình lẫn hiệu ứng chiêu thức của skin Violet Vọng Nguyệt Long Cơ thì phải nói là đẹp khâu đầu mà rất là ưng luôn á. Phải nói là skin đó là nó gánh nguyên cái dạng skin Tết 2024 luôn. Về ngoại hình đó, theo cảm nhận riêng của mình là không có điểm nào chê, và thậm chí mình thấy nó còn đẹp hơn cái ngoại hình của Veres Luli Long Mẫu nữa. Bởi vì là skin này được lấy nguyên cái model từ bên Phương Xã Vinh Diệu, và đặc trưng những cái skin bên game Vương Xã là nó hay có những cái bụi kim tuyến xung quanh đó, thì cái skin này cũng vậy. Mặc dù là nó cắt giảm mớn hiệu ứng rồi nhưng mà nói chung á là tổng quan là vẫn đẹp nha. Rồi móc trúng là chắc chắn là có án mạng nè. Đây là hướng ulti nè. Ulti hình như là cái hiệu ứng quay xích của con Veres mà phóng to ra hay sao á, mình cũng chả rõ nữa. Nhưng mà tóm lại là đẹp nha. Ngoại hình ulti đều đẹp, nhưng mà cái ulti thì hơi rối mắt chút xíu. Mình thích cái ulti của skin Luli Long Mẫu nãy hơn. Về cái skin Violet này á, thì bán với giá 1200 won huy là mình thấy là quá rẻ rồi đấy. Bởi vì cái skin này rất là đẹp luôn, nhưng mà nó không có trong cái server mình chơi. Bởi vì server mình mà ra skin này là chắc chắn là mình cũng mua nữa. Nhưng mà server về của mình là mình đã mua trang phục này rồi đó. Bởi vì mình không có chơi được nhưng mà mình vẫn mua sưu tập thôi.
Con này láo tao bật ulti đánh trả anh nè. Ngộ lắm mấy thằng cha thua nó gặp lâu làm như nó bị kích thích vậy đó. Cứ dùng cái chiêu bài của nó nọ như mình bằng được mới thôi á. Bỏ cái tật láo gì. Thì huống chiêu 2, 3 thì sáng của skin này đẹp luôn. Mình lại thích cái huống chiêu 2 skin này hơn là chiêu 1. Cái chiêu 1 là lấy từ cái skin của lâu skin La Hậu á. Nhưng mà mình thấy cái màu tím nó đậm quá, nó không có hợp với lại cái skin này. Màu tím nhạt hơn xíu mới hợp. Có thể lấy từ của tinh quân sứ, nó cũng màu tím mà nó nhạt hơn chút xíu. Hai thằng này đứng chậm lên hồi là chuẩn bị có án mạng nè. Gặp người khác chơi là người ta có thể tha cho tụi bay, nhưng mà tao chơi lâu rồi cũng có tha cho tụi bay đâu. Gà nãy ấy cố đánh mình qua cái bờ tường nhưng mà đâu có tới. Rồi chuẩn bị hồi chiêu cuối rồi, rắc móc hay lắm. Về cái chiêu 2, 3 tia sáng này mình cũng không biết là lấy hiệu ứng từ skin gì nữa, nhưng mà nhìn đẹp nha. Mọi người nghĩ như thế nào về trang phục này đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết nha. Nói chung là những cái skin bình thường thì chơi lúc nào cũng thường. Riêng mấy cái skin mod chế này thì chỉ chơi được một cái mùa duy nhất thôi. Qua cái mùa khác là game nó cập nhật với sửa file, lại là mấy cái file mod cũ là bị hư hết trơn. Muốn biến về thì Sử Nguyên thấy thấp thoáng có cái dòng hồn của con Tôn Thượng Hương thì phải. Mình chơi á thì thấy đẹp nha, nhưng mà nếu mà cái skin này có thiệt á là đảm bảo đồng đội của mình cơm bát không có thấy gì luôn. Nhìn rất là ló mắt. Nhưng được cái là mặc dù là không có thấy nhiều nhưng mà trận nào mình chơi cũng sánh chứ. Chắc là múa theo bản năng đó. Cái skin bên Vương Xảo Bình Diệu lấy qua công nhận cái hiệu ứng di chuyển của nó mượt dã man. Đây nè, di chuyển có con rồng kế bên. Vô cân ba luôn, né A Thua nè. Thanh tẩy để cho chắc, không thôi bị thằng A Thua câm lặng khó chịu lắm. Cứ gặp A Thua ở trong combat là mình auto mình thanh tẩy khi mà nó lại gần mình luôn. Chứ mà đợi nó câm lặng rồi phải thanh tẩy là các bạn bị khựng một nhịp rồi. Tới cái chiêu của thanh tẩy đọc cho kỹ nha. Xóa bỏ hiệu ứng khống chế trong vòng 1,5 giây lận á. Cho nên là bật trước thì cũng không sao hết trơn. Miễn sao là các bạn lường trước rồi sắp bị khống chế thôi. Nhiều người đợi bị khống chế xong rồi bật lên thì tất nhiên là nó sẽ khựng rồi. Còn một điều nữa, cái thanh tẩy nó ghi là xóa bỏ mọi hiệu ứng bất lợi và khống chế đúng không? Thì chắc chắn là nó có miễn thương luôn đấy. Và ai mà cãi không tin thì để hôm nào có dịp mà đấu với thằng Tu Len á thì tôi sẽ dùng thanh tẩy để tôi né lôi điểu của Tu Len cho những người mà nói là thanh tẩy không có miễn thương được á. Sáng mắt ra. Trước kia là thanh tẩy né được cả sát thương trụ luôn, nhưng mà game á nó sửa lại rồi. Nhưng mà còn một cái điều nó quên sửa là né lôi điểu của Tu Len, bởi vì bây giờ vẫn dùng thanh tẩy để né lôi điểu được, cũng như là miễn thương trong phút chốc đối với những sát thương từ những con tướng khác nha. Tầm này xanh cỡ này dù tay lướt một hai phát cũng chết luôn chứ đồ. Rồi 1-1, game quá dễ. Rồi và đây là bộ trang phục L'Oreal mod chế Vọng Nguyệt Long Cơ. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi một skin mod chế mà mình đã làm từ nhiều tháng trước rồi. Mình cũng chả biết cái skin này cũng nên gọi tên là gì nữa. Nhưng mà những cái mùa trước đó là có một cái skin mod cũng tự tự như vậy, tên là Một Lần Yêu 10 Anh. Thì cái bản mod này thì nó cũng giống 8-9 phần so với cái skin đó. Ok, thì vào trận đây là ngoại hình của Arum. Và mình đã chỉnh phản chiếu bóng cho nên những cái skin mà màu trắng hoặc là màu xanh đó là nó sẽ phát sáng lên nhìn rất là đẹp. Cái skin này là mình thấy giống như là một cái bản Premium của skin Một Lần Yêu 10 Anh gì đó. Và bọn ông tây rồi, trời ơi. Quên nữa, cái skin này là mỗi lần dùng chiêu lần đầu tiên là nó sẽ bị lắc.
À, đúng chữ 1 nè, dài như nhật tích á. Cái gì dài là mình thích rồi. Chương 2 cũng đẹp luôn, ra ba cái trái tim. Và skin này khi mà bật ulti là nó có thêm nhạc nữa nha. Sao như mình nói thì đây giống như là một cái bản nâng cấp của skin một lần yêu mình anh vậy. Và cái lồng tiếng gốc của nó là lấy từ skin cái cánh thiên sứ công nghệ của lâu. Nhưng mà mình cũng có nghe vài cái thoại là của Arum. Nói chung á là skin này á, về hiệu ứng thì ngoại hình gì cũng đẹp hết trơn á, cũng không có thua kém gì skin Violet nhầm skin lâu mất chế vọng nguyệt lông cơ mới nãy. Nhưng mà đầu game á, mỗi lần mà tung chiêu lần đầu tiên là nó cứ bị lắc, cho nên là nhiều pha chết rất là tào lao khi mà mặc đại phán xét đây đứng đây. Vera là kiểu gì cũng qua đây, trời ơi. Đi mét mà gặp mình mà di chuyển hớ hơn là lên bảng. Lần này là ulti có thêm con gấu dâu lấy từ skin lâu học đường. Chiêu 1 nè, cảm giác thì dài hơn cái chiêu 1 lần trước. Nãy giờ hình như là chưa xuống đi ganh gì vậy. Violet có 2 mùa này nó bắn đau cũng chết gì. Chờ cái chiêu 2 hồi mà mình tiếp cận được thằng Vio á nha thì mình mới lên đánh. Rồi có anh Judo nè, rồi chương 2 ở đây luôn. Anh tẩy nè, ráng đừng có để cho thằng Judo nó lại gần rồi xong. Thôi cũng ăn được một mạng an ủi. Để thằng Arum đứng đây nó dụ cho tụi chơi xuống đây. Để bắt thằng AD làm sao nè. Trời ơi nó bắn đa quá, mình phải nước lùi về làm sao. Hồi trận này quên nữa, nhìn kỹ có hai con Arum trận này. Một con Arum hàng thật, một con Arum hàng fake. Đó, thì như mình đã nói là cái ulti của skin này có tiếp nhạc nha. Vera nè, không né hút gió thì thanh tẩy né được nè. Chơi lâu mà gặp con Vera, ít nhất là đối với mình nha, mình gặp con Vera bên trên địch là chắc chắn là tụi nó chuẩn bị mất một sao rồi đấy. Đương nhiên là cũng có người biết chơi Vera nhưng mà cái số lượng đó rất là ít. Nhưng mà cho dù á, biết chơi á, thì cũng ở dưới kẹo con lâu, tại vì con lâu á, nó không có né được bằng chiêu 2 á, thì nó cũng né được bằng thanh tẩy. Rồi chuẩn bị sẽ ra sao tranh trong khu rừng, mình sẽ đứng đây, mình rình thằng Vera nè. Hướng di chuyển nó đang đi xuống đây nè. Đó, con mồi đã tới chiêu 1 đáp ứng chiêu 2 lao vô. Nó không có thèm không xấu luôn á trời. Thằng này chắc đang game map hay sao thôi. Đang nhìn map quay lại, tự nhiên chết mất tiêu. Arum này nhử đi nè, Veda kiểu gì cũng vô rồi. Một nước, trời ơi không chết kìa, thôi nước lùi về. Thôi xong pha này chết rồi. Mình không có lên một chút kháng hiệu ứng nào, cho nên dính ulti thành Gyro là coi như là sập nụ luôn. Skin này thì được cái ulti nó có nhạc nghe cũng vui tai đó. Nhưng mà có điều đầu em bị lắc. Hướng chiêu cuối thì nó đậm, nhìn màu sắc rực rỡ, nhưng mà được cái nó không có nhiều cái chi tiết như mấy cái skin mới nãy nữa. Nói chung là cũng dễ nhìn hơn. Đứng kế con Arum thiệt nè, hai con Arum luôn. Nhận thấy thằng Vera mới không có lên cao đó, biết ngay. Nhưng mà hung chúng mình là xâm lại rồi. Cách đây mấy tháng thì mình có đăng cái video hướng dẫn demo skin này thì nó cũng tương tự đối với những cái skin khác thôi. Cho nên là ai muốn mất skin thì cứ xem lại cái video hướng dẫn đó của mình á. Thì tùy vào cái người làm file mod đó, người ta chỉnh như thế nào. Nhưng mà nói chung là cứ thấy cái chỗ nào mà hiện cái chữ có chữ file thì cứ copy. Rồi tìm cái server về cái dán vô thôi.
Chứ nhiều khi mà mấy bạn mod mấy cái file khác á, rồi mấy bạn copy mà không có đúng á, copy nhiều khi nó chưa hiện ra chữ file mà vẫn copy là mod thất bại liền. Nhưng mà phải để ý là cái file đó nó còn hạn không nha, nhiều khi đó, mấy cái file nó cũ rồi á mà game cập nhật rồi á cũng mod không được nữa. Má bị con quỷ đó hất tung lên chưa có kịp làm gì hết trơn. Mà nói chung chết rồi không có múa được nữa thì mới rảnh những cái hướng chiêu cuối nè, lúc biến mất nhìn cũng đẹp nha. Thích nhất là cái hướng chiêu 2 của skin này quăng ra ba cái trái tim lấp lánh. Và cái chiêu 1 nhìn cũng rất là dài và xa, nói chung là mình rất là ưng cái hiệu ứng của skin này ha. Nói chung là cũng đẹp, không nói chung skin nào nhìn hướng cũng đẹp chứ, cũng thật là khó để mà xếp hạng skin nào đẹp nhất. Nhưng mà nói chung cái skin này nó bị cái là đầu game nó bị lắc thôi. Ok, vậy thì đó là toàn bộ nhận xét của mình về cái skin mod chế này. Và mọi người cảm thấy như thế nào đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết nha, mình sẽ đọc hết đó. Cái video chơi tất cả các skin của lâu á là có tổng cộng khoảng 203 bình luận thì mình ngồi mình đọc hết trơn luôn á. Duy chỉ có những cái bình luận câu hỏi cần thiết lắm thì mình mới trả lời thôi, chứ mình cũng không thể nào mà ngồi trả lời hết trơn mấy trăm cái bình luận đó được. Nhưng mà chắc chắn là mình có đọc hết rồi đó. Ok, vậy thì đã xong skin tứ xã tình yêu. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một bộ trang phục mod chế tiếp theo, siêu cấp tuyệt bãi biển. Này là mod có video xuất hiện luôn nha. Đây là cái video của sổ sứ mệnh 19 giới thiệu skin tuyệt bãi biển của L'Oreal với lại Annette nè mọi người. Công nhận cái sổ sứ mệnh mùa đó rất là chất lượng luôn nha. Về cái ngoại hình của mình xuất hiện lâu tuyệt bãi biển á, nhìn rất là đẹp luôn, mình rất ưng. Nhưng mà vô trong trận á, thì nhìn nó lại không có đẹp bằng. Bởi vì phần lớn là chúng ta chỉ nhìn thấy cái lưng, thấy ở đằng sau của nó thôi. Mà đằng sau thì cũng chả có nhiều chi tiết. Thì đúng với cái tên luôn thì skin này nó giống như là một cái bản nâng cấp của skin tuyệt bãi biển gì đó. Chiêu 1 có thêm một con vịt với lại hai con cá voi, cũng như thêm cái hiệu ứng sóng, nước. Ở cái chiêu 2, 3 tia sáng hình như quăng ra 3 cái trái dừa của con Lily tuyệt bãi biển thì phải. Hiệu ứng nổi nơi tại cũng hình sóng biển luôn. Mình cũng chả biết cái skin này khi mà bật ulti lên nó có bị lắc không nữa. Bởi vì đây là cái trận đầu tiên mình chơi skin này là mình quay clip luôn á. Nè Chrissy nè, đảm bảo nó chưa có chữ cuối luôn. Đó. Ủa Alain đâu rồi trời. Trời ơi, nó không có quan tâm luôn á trời. Rồi xong, ăn được mạng Chrissy chắc là mình cũng nằm phè ra đây rồi. Ủa thằng Alain nó mù thiệt hay giả bộ vậy ta. Canh Chrissy nó vừa mất hết tông rồi mình nhào vô mình múa liền. Rồi cân 4 thằng ở đây luôn. Múa quá trời múa nè, nhưng mà coi bộ không có đủ sát thương ạ. Xeo nát nè. Trời ơi, nổ sát thương đợt 2 mà không chết kìa. Thôi kệ, ăn double kill an ủi đi. Thôi pha này mình cũng biến dài luôn. Vô dung trụ tạo highlight, mất công hết chiêu, bị nó chóng người nằm phải ai chóng nữa rồi, bắt đầu bị chửi ngu nữa. Thì pha này mình được canh con Chrissy nó vừa hất tung xong là bay ra liền. Nhưng mà thằng này coi bộ còn tỉnh táo, nó chữa chiêu hất nó lại đó. Nhưng mà mình còn thanh tẩy. Rồi một lướt nữa ăn mạng được không? Rồi xong. Không ăn được mạng của Chrissy mà còn chết ngược nữa à. Sao vợ của mình á, mấy thằng Chrissy dạo này nó chơi toàn lên cái phù hiệu thánh thuẫn không à. Cái phù hiệu đó mình cầm cho Chrissy á là nó cũng yếu chứ không phải là mạnh. Mấy thằng này coi bộ là lên đồ theo top 1 hay gì á. Tụi bay là bị thằng top 1 nó lừa rồi. Nó yếu chứ không có mạnh, nhưng mà nó gây khó khăn cho mình khi mà giết nó hơi lâu chút xíu thôi. Chứ gây sát thương là tất nhiên là không có bằng cái phù hiệu thần quang rồi. Lại thì cái chơi Chrissy xài thần quang cấu rẻ sắp sát thương nhanh hơn anh chị chơi thánh thuẫn. Né hồng gió thành tẩy Real Ma rồi thôi xong. Nó chọt một phát chết luôn ạ. Từ nãy tới giờ lo thằng Chrissy mà không có để ý thằng Vera công nhận cây nó vãi luôn rồi. Bây giờ thấy nó ở trên nè, đi lên chảnh bắt nó cho một lượt mới thôi. Nó thấy trong rừng có đánh nhau kiểu gì nó cũng đi cái đường này nè. Chặn đầu nó đây luôn. Bất ngờ chưa bà già. Sẽ còn được chăm sóc đặc biệt dài dài.
Và cái skin này thì mình thấy tổng quan là hiệu ứng của nó thì cũng cái tông màu xanh giống như màu nước biển chủ đạo của cái skin tuyệt bãi biển này rồi, cho nên là không có quá nhiều cái điểm đặc sắc, nhưng mà tóm lại thì nó cũng là nó cũng đẹp, nó cũng có hiệu ứng nhiều hơn tí đấy, như là một bản nâng cấp vậy thôi, nhưng mà nó cũng mượt. Cái có điều là cái chiêu một bị mất cái bông hoa rồi, mình thích cái bông hoa chiêu một của skin bãi biển hơn. Rồi treo nát đi lạc là lên bắt luôn, để không tỏ ra là thành tẩy cho chắc. Rồi treo nát lên chiến phép gì nữa trời, hạ nó lên cây gươm Uriel. Bình thường để với cái thằng Ryoma mà nó lên đồ, nó lên được tới cái cây kiếm là bắt đầu có chuyện với nó rồi đấy. Nhưng mà trận này là hơi là mình xanh á, nó đang thọt cái chứ thôi, nó chọt một phát thì cũng chết với nó nữa. Ôi là bị con quỷ lùng nó câm lặng, câm lặng cái mũi trời hơi là còn cái băng xương đó. Trận này là tiếp tục lên build đồ hai lướt đưa tan. Rixie này nổ một phát hơn nửa cọc luôn. Ok, vậy thì đây là đã xong skin lâu mốt chế siêu cấp tuyệt bãi biển. Nói chung hiệu ứng cũng không quá xuất sắc nhưng mà đơn giản mượt, tạm ổn. Và tiếp theo mình sẽ chơi một skin mốt chế cuối cùng của video ngày hôm nay. Đó là mốt chế từ skin điêu thuyền đã ra mắt từ khá lâu trước đây rồi. Đó là skin thất tịch tiên tử. Mình quên quay cái màn xuất hiện rồi. Màn xuất hiện thì là của điêu thuyền thất tịch tiên tử thôi, không có gì đặc sắc. Chắc mọi người cũng biết rồi ha. Chiêu 2 là 3 trái dừa của Lily Nguyệt Mỹ Ly nè. Cũng cái chiêu 1 quăng ra nguyên con cáo luôn, cười muốn chết. Hại nhất là cái chiêu 1 của skin này á, quăng ra nguyên con cáo skin kimono luôn. Dìa trời má tới nổi rồi đó. Bọc ulti đầu game là lại bị lắc. Kệ đầu game coi như cúng mạng đi, giờ xuống đây lấy lại tôn nghiêm nè. Bọc ulti nè, hiện ra nguyên cái dàn thiêu của điêu thuyền với lại cái ulti hình hoa bìm bẹp của nó đó. Nhưng mà cái âm thanh chiêu cú của skin này nghe nó hơi khó chịu sao sao á tơi. Kiểu nghe nó không có được êm tai á. Mà mình chơi cái skin này ngộ nha. Những cái skin trước á thì mình thấy được, nhưng mà đứng trong cái vòng ulti của skin này là mình không thấy gì hết trơn, không hiểu sao. Nhưng như là ở chính giữa nó có cái hiệu ứng cái dạng thiêu của con điêu thuyền á, nó nổi lên trên á, chứ không phải là cái dạng mà chìm xuống dạng 2D giống như mấy cái skin kia, cho nên là hơi khó thấy mấy con tướng địch ở trong đó đó. Và cái ulti á thì mình thấy cũng bình thường thôi, chứ cũng không phải cái dạng quá đẹp, không có gì đặc sắc ấy, cũng lấy từ con điêu thuyền hết thôi. Cái skin này thì mình khoái nhất là cái chiêu 1, bắn ra nguyên một con cáo luôn, ba mấy con cáo liên tục luôn nè. Rồi đó, nghe cái tiếng ulti tí nó sao sao thôi, léo nhéo nhất lỗ tai. Về cái ngoại hình skin này có điêu thuyền á, thì rất lâu trước đây á mình cũng có chơi cái skin này khi mà nó vừa mới ra mắt ở sau vào việc rồi mình mua mình chơi luôn á. Thì có rất nhiều mình luận bảo là nhìn cái dáng chạy của nó nhìn như bị gù vậy, mình đúng thật là vậy luôn. Cảm nhận là vậy á. Vì đây là cái skin đầu tiên của điêu thuyền mà sao chép y chang cái ngoại hình của Vương Chiêu Quân bên Vương Sảo Vinh Diệu, cho nên là nhìn khác lạ, không có quen mắt là điều đương nhiên. Nhưng mà đúng sự thật là nhìn nó có vẻ là nó hơi bị gù nha, tại vì cái váy đằng sau nó dài quá ấy, cho nên tạo cảm giác cho người chơi là cái skin này dáng chạy nó hơi bị gù. Và nữa thấy thấp thoáng hình như có cái đảm nhúng của con Cafani kimono thì phải, không biết ra cái gì luôn. Mình cũng chả nhận ra cái đó là cái skin gì luôn á. Mọi người biết thì bình luận cho mình biết nha. Mọi người thấy như thế nào về bộ trang phục này, đừng quên để lại ý kiến với phần bình luận nha. Mình là chỉ thích cái chiêu 1 của skin này thôi, nhìn nó mất cười. Liliana là thành thú cưng cho lâu chịu hồi liên tục khi mà bật ulti.
Erin là một lướt, hai lướt đưa tan banh xác. Mình chỉ lau lên đồ cục xúc lắm. Này, nếu mà mặc unti á, mỗi lần dùng chiêu một là chịu hồi mỗi con cáo khác nhau, của mỗi cái skin lily khác nhau là thành skin boss luôn. Được cái hiệu ứng khi mà chiêu cuối kết thúc là có mấy cái bụi kim tuyến bay lên trời nhìn rất là đẹp. Tay của điêu thuyền á, nhiều người nhìn tưởng là hoa rau muống, nhưng mà sự thật nó là hoa bìm bẹp nha. Nhưng mà công nhận cái hoa mềm mềm nhìn nó giống cái hoa rau muống thiệt. Không hiểu sao nha, mỗi lần mình chơi cái skin này là mình đều thua hết trơn. Chắc là nó thừa hưởng cái sự xui xẻo từ cái con cáo kimono, từ cái skin Lily kimono đó, cho nên là thua đó. Đó là cái skin bị nguyền rủa của Lily đúng không? Thì cũng giống như là lâu vậy đó, mỗi lần mình chơi skin lạc thần đều thua. Mặc dù là mình xanh cách mấy cuối cùng cũng thua luôn á. Con Annette nè, đợi nó hết chón lướt lên thẳng vô mặt nó luôn. Một nước ở trời, nó tóc biến rồi băng xương, lướt lùi lại phán xét. Nè chưa một lướt lên là cái tội nhây nè. Thôi xong tôi pha này rồi. Thôi team địch ăn Slayer, nó mang được con Slayer này là team mình thua luôn á, cho nên cũng ráng cướp được. Thiệt sự luôn, vật cái ulti này là nhìn không thấy gì hết trơn. Thì trên giữa nó có cái sàn theo của con điêu thuyền ấy. Chắc vậy quá. Phải là của Caffeine Kimono đúng không? Với lại Liliana, Nguyệt Mỹ Ly cộng với lại điêu thuyền thất tịch tiên tử, ba skin. Dừng cái. Rồi lướt xong rồi tới công chuyện với tao. Pha đó thì mình dừng lại cũng có ý đồ, tại vì mình ra sớm quá nó sẽ thấy mình và nó sử dụng cái chiêu nhảy của nó chạy. Cho nên là mình đợi nó dùng cái chiêu nhảy xong mình mới lướt tới. Trận này đồng đội của mình nó cũng hơi tào lao, cho nên cũng chả có dám lên cái bộ hai lớp đưa tan luôn. Mình chơi cái bộ băng nhẫn Skadi. Pha này chắc combat không lại nó rồi. Ông nậu rắc móc Omen lại làm tôi lướt hụt luôn nè. Ráng kéo AD nó chết theo nhưng mà chắc không nổi rồi quá. Rồi xong, nó kéo cả dòng họ nó lên đây rồi. Ok, vậy thì đó là skin Lauriel mod chế thất tịch tiên tử. Vậy là mình đã xong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến đây. Đừng quên bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh giúp mình ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.